Đây là anh em thợ làm cho nhà Hà Vị Ngon trên cơ sở 2. Hiện tại đây là anh em đang làm cột giả gỗ để Hà Vị Ngon phỏng vấn anh thợ sơn này một chút cho bà con. Nếu mà xem video này ai có nhu cầu mà làm sơn nhà, sơn giả gỗ hoặc giả đá thì bà con có thể liên hệ với anh. Chào anh. Anh ơi, dừng tay một chút cho phỏng vấn một chút nào. Vâng, anh chào, tên gì nhỉ? Chào anh Hà nhá. Em là chính bên làm sơn chỗ anh Đâm của công ty sơn chỗ anh Long Hương nhá. Địa chỉ chính xác ở đâu? Địa chỉ chính xác là Đan Phượng ạ. Đan Phượng, Hoài Đức. Đan Phượng, Hà Nội. Hà Nội. Cho số điện thoại luôn để mọi người biết có thể liên hệ. Số điện thoại của em là 0987 358405 nhá. Có gì thì liên hệ cho mình nhá. Mình là chính. Rồi ok, hoặc có thể liên hệ qua Hà Vị Ngon, Hà Vị Ngon cho số sau. Bây giờ Hà Vị Ngon sẽ quay anh đang làm. Đây là đang làm trực tiếp tại nhà Hà Vị Ngon luôn đấy. Đây là cơ sở 2 nhá. Đây là gỗ nim, gỗ nim đấy. Đấy, cột gỗ nim đấy. Mặt tiền của nhà Hà Vị Ngon là cửa gỗ nim, nên là Hà Vị Ngon chọn